Còn về đây mọi chi phí đưa về là không gia đình không phải tốn thế đó. Dạ. Đó, cái gì mình biết nó đi. Dạ. Thì báo chí cũng đã lên nói thì cái người mà bị tai nạn á, mà mắc á, thì người 10 triệu. Đúng rồi, mới 5 triệu ở địa phương, 15 dạ. triệu. Còn mà chi phí đưa về đây là gia đình không phải tốn một cái gì. Dạ. Còn sau này á, bảo hiểm nó bô á, cũng chưa biết sao. Dạ. Tới đó là biết. Cái này còn kiếp tới đây được. Dạ. Chú ơi, cho con hỏi là về đám tang của mình là mình tổ chức viếng như thế nào rồi về không có theo bên đạo á thì thường cũng là, nhưng mà bây giờ COVID á bớt thì thôi rồi. Bên đạo ngày mai thì không làm lễ thì tháng thứ năm. Dạ. Đưa nhà thờ bốn cái đi mỗi đưa mà thiêu là thiêu á chú, là chừng nào chú? Tháng thứ năm. Ngày mấy chú? Tháng thứ năm á. Sáng thứ năm á chú. Dạ. Là mình ngày nữa. Là mình thiêu ngay chỗ nào chú? Thiêu Bình Hòa đó bây giờ lễ đây. Dạ. Là lên Bình Hòa thiêu. Đưa bốn cái nhà thờ. Đưa một lúc luôn chứ hả? Có nghĩa là ngày tháng thứ năm sẽ mà đưa những tới cái nhà thờ kia để mà làm lễ, nói chung là làm lễ làm phép thôi, là đưa đi đưa thiêu hết để mà thiêu lắm chứ. Tại vì á ở bên đàn á thứ tư là lấy cho đó, không được là phép xác cái gì đó. Mà bây giờ đưa nhà sáng thứ ba thì đâu có được, mới nay về thứ ba đưa đi cũng được thôi, đợi thứ năm luôn. Yeah. Chính quyền đảm bảo là COVID không trao. Dạ, không có làm lễ tại gia hay gì đó. Còn á, đó đằng chồng nó về đó, ngồi đó. Dạ. Tăng chồng đó. Chắc bây giờ này anh cũng tinh thần anh cũng chưa ổn định. Dạ. Cũng xin thành thật chia buồn với... Dạ lên. Giờ vẫn còn nha. Dạ. Xuống thì còn thì cũng có xuống. Ở đây cái bồng hoa đó chắc cũng có trời nơi. Dạ. Không biết là ở thùng thôi. Dạ. Chú ơi, chị Maria này là gì của chú chứ? Em ruột. Em ruột. Vì nó có gia đình nó ở đây, tôi là chú khác, mà em ruột. Cái nhà này là hai vợ chồng với một đứa con hả? Nó ba đứa con đó. Dạ, ba đứa con. Hai đứa đó, dạ. Đó, thằng Út đó. Đó là con trai đó. Đó, hai đứa con. Con dạ. Ba đứa đó. Thì đó thì gia đình của mình là mất vợ rồi, bây giờ còn chồng còn lo cho con rồi. Dạ. Thì cũng may là anh không sao, cái đó thôi là anh ngồi ngay cánh cửa sổ. Là có nghĩa là anh chồng của tôi là anh đổi người mất này đi trong cái chuyến đó, nhưng mà rất là may là anh ngồi ở ngay chỗ cái cánh cửa và thoát ra được. Thì mấy lần là đàn ông đó, nó gặp vô nó nổi lên thì người ta cứu. Có thằng dưới đây là lênh đênh mấy tiếng á, thằng dưới đây là mấy tiếng luôn á. Ôm phao hay sao chú? Nó bới gì ôm cái đó đó, thì con trai mà thì lúc mà cứu được mẹ nó mới chị nó mất á, nó chạy đâu mất, nó giống như là điên khùng á. Về trời sau khi gần bờ nó mới tỉnh nha. Trời. Này có nghĩa là cái gia đình mà hai người mất á, thì trong đó là đi ba người. Ba người. Ba người nhưng mà mất hết là hai người phụ nữ, còn sống được mẹ anh. Nó mới là chị nó. Dạ. Còn nó. Là cái anh mới nãy con cái xuống đó thấy anh gào khóc ở dưới. Cái hôm mẹ nó mới nó mất mà nó bảo nó chạy đâu không biết luôn. Đúng lúc là tinh thần hoảng loạn thôi chứ. Tại vì là hồi sáng giờ mà chú cũng là tiếp khách nói rất là nhiều luôn, thành ra là bây giờ cái giọng của chú nó cũng bị khàn rồi, cho nên là nói của chú chị cũng ít nghe á, không cảm. Thôi con cảm ơn chú nha chú. Rồi. Ở cả nhà phía bên đây là con của gia đình anh Dân này nha. Đứa con còn rất là nhỏ. Có một bé này là lớn nhất rồi. Đó.
thì cũng của chị rất chi buồn cùng gia đình của nạn nhân. Đây xây cái nhà thờ, xây cái nhà quan diêm. Đúng rồi, gửi cho. Rồi, con cảm ơn chú ạ. À. Đó, còn chính xác đó, anh chồng ngồi đó. Anh chồng nữa. Gia đình nạn nhân hiện tại là con luôn ngồi rất là buồn. Còn đây là di ảnh của chị nè cả nhà. Đó, rất là nhiều người đến chia buồn với gia đình cũng như là những hội chữ thập đỏ của Bắp cũng đến chia buồn gia đình của mình.